Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sapa Vệ Sủ, huyện Mường Tè triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công tác phòng chống cháy rừng. Để cây lê phát triển cho thu hoạch quả chất lượng và năng suất cao, huyện Tam Đường đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu. Cùng dự có đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ngành, thành viên ban tổ chức. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động, dự thảo phân công nhiệm vụ ban tổ chức, dự thảo quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ của các tiểu ban tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Các đại biểu cũng đã thảo luận thống nhất thông qua các nội dung hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản như đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đồng thời khẳng định đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Lai Châu đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Ban tổ chức cũng đã phân công thời gian nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị tham gia ban tổ chức, phân bổ công việc thời gian hợp lý cho những hạng mục công việc được giao, tránh dồn công việc. Xây dựng các nội dung tuyên truyền, phóng sự truyền hình kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh hoàn thành trong quý 3 năm nay. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp đoàn công tác trước khi khởi hành ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1. Đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác chủ trì cuộc họp. Với chủ đề Xanh hóa Trường Sa năm 2023, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu gồm có 15 thành viên là lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố tham gia, do đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông báo về lịch trình, công tác đảm bảo an toàn hàng hải và một số nội dung cần lưu ý. Theo đó, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu sẽ xuất phát từ cảng Cam Xanh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 7 tháng 5 và hành trình 7 ngày trên biển đến thăm và tặng quà 7 đảo, 1 nhà giàn. Trong đợt này, tỉnh Lai Châu sẽ trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa số tiền 500 triệu đồng cùng các phần quà bằng hiện vật. Việc tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của tỉnh Lai Châu là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo gắn với việc nắm bắt tình hình thực tế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sáng ngày 5 tháng 5, đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh, đã chủ trì hội thảo trao đổi thảo luận góp ý về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 15 trong năm 2023. Sự hội thảo có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, một số cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội thảo, đại diện Công an tỉnh đã trình bày một số nội dung chính và sự cần thiết của việc xây dựng 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 15 gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật căn cước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, việc tổ chức hội thảo nhằm mục đích phân tích, đánh giá vị trí vai trò, tầm quan trọng và những tác động tích cực trong đời sống xã hội và đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự khi các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 15 trong năm 2023 được Quốc hội thông qua và được tổ chức thi hành trong thực tiễn. Qua thực tiễn cho thấy thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, việc lập hồ sơ trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đối với 5 dự án luật là thật sự cấp thiết, góp phần đồng bộ, thống nhất với các luật của hệ thống pháp luật nước ta. Việc sửa luật, xây dựng 5 dự án luật phải phù hợp với hệ thống pháp luật, làm sao để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của lực lượng công an. Trên cơ sở đó, các ý kiến tại hội thảo đã tập trung làm rõ thêm một số cơ sở thực tiễn của 5 dự án luật.
Sapa Vệ Sủ, huyện Mường Tè có trên 19.000 ha rừng và trong những ngày vừa qua thì tình hình thời tiết hanh khô kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở mức cao. Xác định công tác phòng chống cháy rừng là rất quan trọng, do đó cấp ủy chính quyền xã đã và đang triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Xã Pa Vệ Sủ có tổng diện tích tự nhiên trên 241 km2, trong đó diện tích rừng chiếm hơn 19.000 ha. Những ngày trung tuần tháng 4, tháng 5 là thời điểm thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng khô hạn kéo dài và cũng vào mùa phát nương làm rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tích cực tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân thu dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại các khu vực giáp danh giữa những cánh rừng, giúp người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Bảo vệ giờ với công tác thì đối với bản thường xuyên tuyên truyền cho bà con, với là xung quanh đi dọn sạch hết sau là đốt, sau thì toàn tổ nào thả đấy đi hộp phối hợp với cảnh lên ra đi vào rừng, sau đi cải trang cái giờ một trận rừng của xã mình, bà mình. Xã có 12 tổ chuyên trách bảo vệ rừng với sự tham gia của các hộ dân trong bản. Những ngày này, được sự chỉ đạo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm, tổ chuyên trách bảo vệ rừng chủ động tuyên truyền vận động dân bản thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng như thu dọn thực bì, phát đường băng cản lửa, chuẩn bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Khi phát nương, đốt nương, phải báo với tổ chuyên trách bảo vệ rừng của bản và chủ động nhân lực và dụng cụ chữa cháy. Đối với công tác bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng thì ngay từ đầu mùa khô thì chúng tôi đã phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng khác cùng với dân bản thường xuyên tuyên truyền họp dân đến 12 trên 12 bản về công tác phòng cháy cháy rừng, hướng dẫn cách làm nương, đốt nương cho bà con là phát đường băng cản lửa, không để cháy lan vào rừng. Với phương châm phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy rừng, thiệt hại do cháy rừng gây ra, xã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp xã. Ban chỉ đạo phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ, cán bộ kiểm lâm phụ trách xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp bảo vệ rừng. Những năm qua, bà con các bản có nguồn thu nhập ổn định từ tiền dịch vụ môi trường rừng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Với việc chi trả đúng đủ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền xã, nhân dân các dân tộc trong xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Qua công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn cụ thể về phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân, nên từ đầu mùa khô, xã Pa Vệ Sủ chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà xác định là trọng điểm và trọng tâm. Thế thì từ đầu năm chuẩn bị vào mùa khô thì đã có và bản là thực hiện theo cái kế hoạch chủ trương chỉ đạo và có cái tuyên truyền, cũng có cam ký kết đối với hộ gia đình để thực hiện cái nhiệm vụ mà bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh. Triển khai thực hiện chương trình phát triển cây ăn quả ôn đới đến nay, huyện Tam Đường có trên 130 ha cây lê được trồng và đến nay thì gần một nửa diện tích đã cho thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ gia đình. Để cây lê phát triển và cho thu hoạch quả chất lượng và năng suất cao, huyện Tam Đường đang tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn bà con nông dân quan tâm chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hộ gia đình anh Giáng A Di ở xã Giang Ma là một trong những hộ tham gia trồng cây lê dự án đầu tiên của xã từ năm 2014. Năm 2020, toàn bộ diện tích cây lê bắt đầu cho thu quả. Riêng năm ngoái, từ việc bán quả, gia đình anh thu nhập trên 40 triệu đồng. Hiện cây lê đang trong thời kỳ ra hoa và đậu quả. Gia đình anh đang tập trung chăm sóc, làm cỏ gốc và thực hiện tỉa quả nhằm đảm bảo sản lượng và chất lượng quả khi thu hoạch đạt cao. Đây là nhà tôi là đang có hơn 40 cây lê. Thì năm ngoái thì lê thì cũng bán được, năng suất cũng hơi cao. Thì bây giờ hiện tại là lê cũng đang có quả. Thì gia đình tôi đang tập trung để làm cỏ với tỉa quả. Quả thì năm nay lê thì cũng xây rất nhiều quả, thì bây giờ gia đình tôi phải tập trung để tỉa bớt quả đi cho là quả nó mới to, thì bán thì nó mới được hiệu quả hơn. Còn nếu quả bé quá thì bán thì cũng không được bao nhiêu nữa, thì gia đình tôi phải tập trung để tỉa quả.
Năm 2014, sau khi chương trình phát triển cây ăn quả ôn đới được triển khai, trên địa bàn của huyện Tam Đường đã thực hiện việc đưa cây lê vào trồng thí điểm với diện tích 5 ha. Đến nay, huyện đã có trên 130 ha cây lê được trồng tập trung tại các xã vùng cao của huyện như là Hồ Thầu, Giang Ma, Nùng Nàng và Tà Lèng. Theo đánh giá của cán bộ chuyên môn, cây lê phù hợp với điều kiện tự nhiên tại các xã vùng cao của huyện. Cây phát triển tốt, khỏe mạnh, một số diện tích cho quả năm 2019 cho chất lượng quả to, đẹp và ngọt. Hiện nay, để cây lê phát triển ổn định và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân, cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã có diện tích cây lê lớn, quan tâm tập huấn kỹ thuật cho bà con nhân dân, hướng dẫn nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để cây lê phát triển ổn định. Qua sơ bộ nắm bắt tình hình ấy, thì cái hiệu quả của cây lê mang lại rất là rõ nét. Với mật độ là hơn 300 cây trên 1 hectare, thì bình quân thu nhập là nó rơi khoảng tầm 15 đến 20kg một cây. Thì nhân với cái giá bán hiện nay là khoảng tầm 50.000, 60.000, thì so nó rất là tăng, hiệu quả rất là cao so với cái diện tích có lại cây trồng khác. Thì để phát huy cái hiệu quả đó cũng nên thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, mang lại thu nhập cho người dân trên đơn vị diện tích ấy, thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các xã duy trì chăm sóc cái diện tích hiện có, cũng như là hướng dẫn người dân cắt tỉa, tạo tán để làm sao nó đảm bảo phát triển theo đúng cái quy trình kỹ thuật, cũng như là thực hiện hỗ trợ tình hình phân bón để người dân thực hiện các công tác chăm sóc, cũng như là phối hợp với các cái đơn vị để quảng bá các cái sản phẩm cây lê này để người tiêu dùng biết nhiều hơn, và đấy một trong những cái việc kênh là thu nhập cho người dân. Năm nay huyện Tam Đường có trên 70 ha cây lê cho thu hoạch quả. Với việc chăm sóc đầy đủ và đúng quy trình kỹ thuật, các hộ dân tham gia trồng cây lê trên địa bàn của huyện Tam Đường đều mong muốn toàn bộ diện tích cây lê sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, từ đó đem lại năng suất và thu nhập ổn định. Theo thống kê, trong năm 2022 thì huyện Nậm Nhùn có 29 cặp tảo hôn, và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là một phần do nhận thức, phong tục, tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân. Một bộ phận nhân dân không có việc làm ổn định và cũng là yếu tố để góp phần làm tỷ lệ kết hôn sớm tăng cao. Đặc biệt là nhiều trường hợp là các em đang trong độ tuổi đến trường. Và trước thực trạng đó thì ngành giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Để công tác tuyên truyền về tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cho các em học sinh có hiệu quả, ngay từ đầu năm học, các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Manh đã chủ động lên kế hoạch, phối hợp lồng ghép với các môn học, các giờ học ngoại khóa hoặc ngay trong những buổi sinh hoạt bán trú. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em học sinh để kịp thời đưa ra lời khuyên, tư vấn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Tuyên truyền về tảo hôn để các bạn hiểu rằng tảo hôn là như thế nào, và đối với các bạn nam và các bạn nữ thì cần bao nhiêu tuổi là để tuổi để kết hôn, và dưới bao nhiêu tuổi là gọi là tảo hôn ạ. Thì cũng đã tuyên truyền đối với các em học sinh toàn trường đối với sinh hoạt giấy tờ, còn đối với các em học sinh bán trú thì là tuyên truyền các em trong các buổi sinh hoạt bán trú ạ. Và năm nay cái tình trạng đó nhà trường nói riêng và tại địa phương nói chung thì cũng là giảm thiểu rất là nhiều. Các bạn ấy cũng đã được tuyên truyền từ nhà trường, chỉ đạo ban ngành trong nhà trường tuyên truyền đối với cái công tác tình trạng tảo hôn và hôn nhân gia đình, và là kết hợp với lại huyện, tức là bên y tế huyện cũng đã tới tuyên truyền tảo hôn rồi là cận huyết rất một buổi, rồi là tới trạm y tế xã. Thì tại nhà trường cũng như cô Cao đã chia sẻ, là nhà trường đã tuyên truyền và chỉ đạo tới lồng ghép tới các buổi học, buổi chào cờ, đặc biệt là các buổi chào cờ sinh hoạt giấy tờ và các buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường. Thì cái tình trạng tảo hôn trên địa bàn tới hiện tại cũng đã được giảm thiểu rất là nhiều. Xã Nậm Manh có trên 2.800 nhân khẩu ở 5 bản, chủ yếu là hai dân tộc Mông và dân tộc Khơ Mú sinh sống. Trong năm 2023, theo nắm bắt tại cơ sở, trên địa bàn xã đã có 2 trường hợp tảo hôn xảy ra. Đây đều là trường hợp các em học sinh bỏ học, sau đó về nhà lấy chồng. Nguyên nhân là do phong tục tập quán cũng như điều kiện sinh hoạt khó khăn. Xã là phối hợp với trung tâm y tế, tổ chức các hội nghị về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cái đối tượng của cái hội nghị này là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng các ban ngành đoàn thể và người có uy tín trên địa bàn xã. Cái giải pháp thứ ba nữa là chúng tôi chỉ đạo trường trung học cơ sở tổ chức tuyên truyền cái tình trạng giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống này trong các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa,
và lồng ghép trong cái môn sinh học, đặc biệt là có những cái clip quay bằng điện thoại tuyên truyền những cái gương thực tế, những cái cháu mà tảo hôn so với những cái cháu mà kết hôn theo đúng độ tuổi theo quy định của pháp luật. Tảo hôn đã trở thành vấn nạn trong vùng đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới từ trước tới nay. Trong đó không ít học sinh còn đang trên ghế nhà trường cũng bỏ học để lấy vợ, lấy chồng. Để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn đưa nội dung giáo dục giới tính vào trường học và coi như một môn học phụ. Bên cạnh đó, phòng cũng tăng cường truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh và phát động phong trào nói không với nạn tảo hôn ngay trong trường học. Cùng với đó là chú trọng phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật về hôn nhân gia đình đến các em. Tổ chức cho học sinh, cho giáo viên tuyên truyền, cung cấp các cái kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, về sức khỏe sinh sản cho các em học sinh. Tổ chức truyền cho các em các cái hoạt động tư vấn tâm lý ở trong nhà trường và định kỳ tổ chức tư vấn tâm lý cho các em. Thứ ba nữa là phòng giáo dục cũng chỉ đạo các đơn vị trường là xây dựng các cái góc thư viện tại các lớp và tại các cái góc lớp của nhà trường để tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số cũng như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ đưa nội dung giáo dục giới tính vào trường học nên đến nay tình trạng tảo hôn đã chuyển biến tích cực. Trước hết là duy trì sĩ số ở các nhà trường do tình trạng bỏ học giữa chừng để lấy vợ lấy chồng đã giảm mạnh. Tính đến nay, diện tích ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 1.001 ha, thể tích bể nuôi cá nước lạnh, cá tầm cá hồi gần 22.600 mét khối, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên ước đạt 732 tấn, bằng 19,8% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Để phát triển nghề chăn nuôi thủy sản, hiện nay tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi trồng, đồng thời áp dụng biện pháp thâm canh tại các diện tích ao hồ hiện có, tập trung đưa các giống mới có chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện khí hậu vào nuôi trồng nhằm tăng thu nhập cho người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.